Kính thưa quý vị, tiếp tục đến với thông tin cập nhật về vụ việc sạt lở nghiêm trọng tại đèo Bảo Lộc. Thì vào gần 12 giờ trưa ngày hôm nay, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân còn lại. Nạn nhân được xác định là người dân tên Ngọc Anh, đang làm việc gần khu vực xảy ra sạt lở, chạy đến chốt để hỗ trợ cảnh sát giao thông di chuyển đồ đạc thì gặp nạn. Như vậy, sau 21 giờ xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại trạm cảnh sát giao thông Madaway trên đèo Bảo Lộc, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân bị đất đá vùi lấp. Trong đó, có 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng và một người dân. Như truyền hình Nhân dân đã thông tin, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài gây ra nhiều điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc và dọc tuyến quốc lộ 20, đặc biệt là vụ sạt lở tại trạm cảnh sát giao thông Madaway. Hiện, công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất nghiêm trọng này vẫn đang được lực lượng chức năng tích cực triển khai. Vào chiều hôm nay 31 tháng 7, Bộ Công an đã có quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 3 cán bộ chiến sĩ hy sinh thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng được truy thăng cấp bậc hàm gồm đồng chí Nguyễn Khắc Thường, 42 tuổi, thăng quân hàm từ thiếu tá lên trung tá; đồng chí Lê Quang Thành, 46 tuổi, thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá; đồng chí Lê Ánh Sáng, 33 tuổi, thăng quân hàm từ thượng úy lên đại úy. Ngoài việc được thăng quân hàm, mỗi gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc sẽ được hỗ trợ 100 triệu đồng. Hỗ trợ 50 triệu đồng đối với gia đình anh Phạm Ngọc Anh, nguyên là chiến sĩ nghĩa vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, là người dân không may gặp nạn trong vụ việc. Cũng trong vụ việc sạt lở nghiêm trọng tại đèo Bảo Lộc, các lực lượng chức năng đang đồng thời triển khai tối đa phương tiện và nhân lực để khai thông tuyến đường. Lực lượng chức năng đã phân luồng hướng dẫn các phương tiện giao thông từ thành phố Đà Lạt đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Tại khu vực chốt cảnh sát giao thông bị sạt lở vùi lấp, hàng trăm khối đất đá vẫn ngổn ngang. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục giải tỏa hiện trường vụ sạt lở. Trong đêm qua, hơn 100 người cùng phương tiện máy móc xe cơ giới nỗ lực không nghỉ để tìm kiếm nạn nhân và giải tỏa hiện trường. Đến sáng ngày 31 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công điện khẩn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai. Chính quyền địa phương cũng đã cắt cử lực lượng, tổ chức phân luồng hướng dẫn các phương tiện giao thông từ thành phố Đà Lạt đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, đồng thời khuyến cáo người tham gia giao thông tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để không gây ùn tắc thêm tại khu vực đèo Bảo Lộc. Còn tại Lào Cai, sáng nay do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai bị ngập úng, gần 100 hộ dân bị nước tràn vào nhà, gây thiệt hại về tài sản. Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, do trời mưa to trong thời gian dài, ở hầu hết các xã phường trên địa bàn thành phố Lào Cai đã khiến hệ thống thoát nước quá tải, không kịp tiêu thoát. Các phường bị ảnh hưởng lớn nhất gồm Kim Tân, Bắc Cường, Nam Cường, Bắc Lệnh. Đặc biệt, tuyến đường Lê Thanh, phường Bắc Cường đoạn qua tổ 11 và 13, nước ngập sâu từ 50 đến 80cm, có điểm trên 80cm, gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân. Một số tuyến đường mưa lớn đã làm ngập làn đường, cũng gây ách tắc giao thông. Ngay sau khi mưa lớn xảy ra, các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã có mặt giúp người dân khắc phục hậu quả, đồng thời tiến hành thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến sáng nay, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã khiến 2.440 ha cây trồng trên địa bàn tỉnh hoàn toàn bị ngập và một số cơ sở hạ tầng bị thiệt hại. Thiệt hại chủ yếu xảy ra tại các huyện Lắk, Romanai, Yasup, Krông Bông. Dự báo trong những ngày tới sẽ tiếp tục có mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở bờ kè, các tuyến đường giao thông ngập úng vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và sản xuất nông nghiệp. Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai các phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn, tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động phương án bảo đảm an toàn phòng chống thiên tai, vận động hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, chủ động các biện pháp giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra. Vào sáng nay 31 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên đèo Bảo Lộc. Qua kiểm tra hiện trường, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền và người dân tỉnh Lâm Đồng đã không quản ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm, dầm mình trong mưa triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ sạt lở. Phó Thủ tướng yêu cầu công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn
phải được triển khai khẩn trương, tích cực nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia làm nhiệm vụ. Sau khi nghe báo cáo của tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá tình hình mưa bão tại Lâm Đồng đang diễn biến ngày càng phức tạp. Vì vậy, yêu cầu tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát các điểm, khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn, đồng thời triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra. Đề nghị trước mắt là 163 cổng theo ý quân phúc, tức là nó chưa hết. Những cái vị trí mà các đồng chí có nguy cơ phải có phương án xử lý dự phòng, đặc biệt là di dời dân tuyệt đối không để mất một người nào. Là phải đánh giá nguy cơ khu vực này. Nếu chưa có chuyên gia thì ít nhất bằng kinh nghiệm của những người có kinh nghiệm. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến thăm, chia buồn, động viên gia đình Đại úy Lê Văn Sáng là một trong ba cán bộ chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt lở khi đang làm nhiệm vụ. Phó Thủ tướng giao tỉnh Lâm Đồng và các bộ, ban, ngành trung ương quan tâm, động viên gia đình các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và người dân tử vong trong vụ sạt lở đất. Đồng thời, nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để Chính phủ truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại chốt đèo Bảo Lộc. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành công điện số 691 ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất ở đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và chủ động ứng phó với mưa lớn tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Công điện nêu rõ những ngày qua tại một số địa phương khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên đã xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng lớn đến giao thông và đời sống của người dân. Đặc biệt ngày 30 tháng 7 năm 2023, trên tuyến quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc đã xảy ra vụ sạt lở đất làm 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân bị vùi lấp. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn. Để khắc phục hậu quả vụ sạt lở và chủ động phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động chỉ đạo triển khai công tác khắc phục hậu quả đợt thiên tai mưa lớn vừa qua, bảo đảm ổn định đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là tại các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Kiên Giang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức khắc phục nhanh hậu quả vụ sạt lở đất, khẩn trương tìm kiếm cứu nạn những người mất tích, thăm hỏi động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện, khẩn trương xử lý khắc phục ngay các vị trí bị sạt lở, ngập sâu, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập úng. Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát, nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, nhất là mưa lũ, sạt lở đất, cung cấp kịp thời thông tin về thời tiết, thiên tai, nguy cơ sạt lở để phục vụ công tác ứng phó. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra đôn đốc công tác bảo đảm an toàn cho công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện, theo chức năng quản lý nhà nước được giao.